đây là một bệnh nhân bị tai biến mạch liệt dây kinh số 7, lộ này đông quá. Liệt dây kinh số 7 là nhiều năm, cái thể bệnh thì nó khó nó hiếm gặp. Thì tôi có đăng nhiều trường hợp người ta khỏi thì nó thấy lạ cũng có, hiếm cũng thấy. Này trường hợp đặc biệt ở chỗ là có những hiện tượng ù tai này, thế ù tai là do đâu gây ra? Thì tôi giải thích ngắn gọn cho những người học cùng nghề, những bệnh nhân bị hiểu một cách rõ ràng và nó nhất. Cái vùng tai chúng ta này thì được nuôi bởi cái động mạch sống nền, tức là bên dưới của cái cột sống này nó tưới lên, và động mạch cảnh tưới lên nuôi dưỡng. Thế khi mà có hiện tượng ù tai chúng ta phải nghĩ ngay đến là mạch máu tưới lên vùng tai rất là ít. Thì chúng ta trong điều trị cấy chỉ thì chúng ta sẽ cấy những huyệt giáp tích của đốt sống này thì bệnh nhân sẽ hết. Mình vào huyệt thật nhanh tay. Đấy, vào nhanh. Những kinh nghiệm này nó rất là quý, vì trong sách vở người ta ít nói về cái này. Những học trò của tôi thì tôi đều chia sẻ cho mọi người, và những riêng cá nhân việc ở trong tay hiện tại thì là bắt buộc được. Một đây là huyện Ế Phong, cái này là cực đau, cái yêu cầu làm khéo léo, ta lựa vào huyệt vào này thẳng này tới tầm của là phải xuống kim, xuống từ từ rồi hết. Giữ bông vào đây, năm rưỡi thôi. Cái bị này mấy năm rồi, 7 năm rồi kìa. Nhà mình ở đâu nhỉ? Nam Định. Được rồi đấy, làm nghỉ tí nhé.